Dự báo thời tiết ngày 7 tháng 1, miền Bắc tiếp tục rét khô, Trung Bộ giảm mưa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hôm nay 7 tháng 1, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với tổng lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80. Khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận và Tây Nguyên, lượng mưa ít hơn, khoảng 10-30mm, có nơi trên 40. Từ tối và đêm nay, mưa lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên giảm dần. Mưa lớn kéo dài khiến những khu vực trên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, ở miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An trời vẫn rét dù có nắng, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm rét hại, thậm chí vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá. Nền nhiệt ngày đêm những khu vực này khá chênh lệch, khi thấp nhất 13 và cao nhất trên 23. Khu vực Nam Bộ trời nhiều mây có mưa, nhiệt độ cao nhất 29, đêm se lạnh thấp nhất 22. Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào và rải rác có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nam Bộ nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Hà Nội có mây ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.